Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp thành phố Võ Công Chánh đồng chủ trì hội thảo giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tăng cường công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp thành phố, các ngành địa phương luôn xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các cơ quan liên quan tích cực phối hợp đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng điều tra xác minh. Tại hội thảo, đại diện các cơ quan đơn vị địa phương tham gia thảo luận những vấn đề liên quan khó khăn vướng mắc trong việc phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, kinh nghiệm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng thời nêu ra những kiến nghị đề xuất bất cập trong quá trình thực hiện công tác. Phát biểu kết luận tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố luôn là nội dung quan trọng được quy định riêng trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, đồng thời cho rằng hội thảo lần này là cơ hội để xác định lại tầm quan trọng của giai đoạn tố tụng ban đầu rất có ý nghĩa này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan thành viên, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu quán triệt cụ thể hơn các nội dung trong chỉ thị số 26 ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy, cũng như khẩn trương rà soát những nguồn tin vụ việc có dấu hiệu tội phạm chưa chuyển đến để cơ quan điều tra. Các nguồn tin về tội phạm đã vi phạm về trình tự thủ tục, thời hạn thẩm quyền giải quyết, đã tạm đình chỉ giải quyết hoặc ra quyết định không khởi tố đúng quy định của pháp luật. Các nguồn tin có khó khăn vướng mắc để kiến nghị xử lý hoặc yêu cầu Quốc hội giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Riêng những bất cập trong cơ chế chính sách, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp thành phố có văn bản kiến nghị Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và các cơ quan liên quan xem xét và có hướng giải quyết. Thì đề nghị là Ban Nội chính Thành ủy với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp thành phố tiếp thu toàn bộ ý kiến này và làm thêm mấy cái việc. Một là đề xuất cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy có văn bản chỉ đạo những vấn đề cụ thể hơn trên cái lĩnh vực tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm này. Cái thứ hai là những cái đề xuất kiến nghị, cái gì thuộc thẩm quyền của thành phố thì đề nghị là đề xuất làm việc với cơ quan liên quan để mà đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo cho nó chặt chẽ và hiệu quả. Cái thứ ba là hôm nay là các đại biểu nói rất nhiều về sự bất cập trong cơ chế chính sách liên quan thì cần có cái văn bản kiến nghị của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp thành phố với Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và các cơ quan liên quan về những điều chỉnh, những bất cập, cần cái gì cần bổ sung, cái gì vướng mắc cần bổ sung thì cũng cần có tiếng nói như thế. Từ thực tiễn của thành phố nó xảy ra những vấn đề như vậy.